Dạ, đúng rồi ạ. Đố cái mà anh gửi cho em ấy, cái mà cái gì nhờ, cái mẫu mà hôm bữa làm á. Ý anh bây giờ là ý anh là bọn em là bọn sẽ làm tiếp tục sẽ phát triển theo mẫu cũ hay là chọn mẫu này xong sửa đi sửa lại một kẹo đấy. Vẫn là cái cũ xong rồi thêm à mà thôi không cần thêm, em nghĩ là thêm vô thì nó lại không đẹp. Hả? Không đẹp. Tao thấy nó cũng hay mà. Ừ, chị hay ý là vậy nè, tức là cái cũ đó xong rồi mình sẽ thêm cái gọi là nó hiện cái dòng chữ đỏ lên, giống như là mình nhập không có đủ ký tự hay gì đó thì nó hiện lên cái dòng đó vậy thôi. À ok. Mà à, cái ơ mà sao bên mày đè vậy Thiên? Bên tao hả? À giống như là không được mạnh cho lắm mạng á. Ừ, đang xài 3G mày ơi. Chắc tao nghe thôi chứ tao không nói được. Thôi nên tương tác đi. Tại vì đang xài 3G nên tao không biết. Ok, anh hiểu ý của mày rồi, đợi chút nhá. Đợi một chút. Đâu rồi, tới mà cho anh lúc này chính xác nó đây à. Anh mở đi đã. Ok, nếu thế thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn về cái theo cái plan vừa đi phát xem cái plan Facebook plan như thế nào chưa đã. Hai tháng chín này, mùng 2/9 này hai đứa được nghỉ nhờ. Em chưa có lịch. Tháng chín thì em đâu có làm gì đâu, nói chung là nghỉ thôi. Chưa có lịch học nữa mà. Chưa có lịch học rồi à? Dạ. Hai chín thì bình thường hỏi Thiên coi có đi chơi không, bình thường thì đó là hai chín là lễ. Không đi chơi, không đi chơi. Lễ mà. Làm đồ án đi bạn ơi, chơi gì? Đồ án xong đi rồi đi chơi. À anh Du có đi chơi không? 2 tháng 9 mà phải đi chơi chứ. Anh chiều, anh không, anh ở nhà. Anh Du ơi, ở nhà anh em mình thẩm chưa, Du ơi. Hả? Chứ mà gì? Nhà anh em mình thẩm du 2 tháng 9. Còn ý đi chơi kệ đó đi anh. 2 tháng 9 là đi chơi mà. Ai có người anh đi thôi. Cần đâu, 2 tháng 9 là lễ này, gia đình hả? Anh chị em cho gia đình đi vẫn được mà anh. Không, 2 tháng 9 là đi gia đình. Ok, bây giờ rồi, chiêu chiêu đấy rồi, bây giờ vào rồi, bây giờ vào. Có nghĩa là hôm nay nhá, hôm nay sẽ hướng dẫn hai đứa là Luna là cái phần cốt chức năng. Luna là sẽ phần của cốt chức năng, đây, đứng ra phần như thế này. Dạ. Đấy, cốt chức năng, cái cốt chức năng cho những cái màng này đấy. Cốt bây giờ giao diện là ok rồi, là bây giờ đến phần chức năng này. Ok, bây giờ chức năng... Giao diện mình chơi xong cái sóng đó anh. Hả? Alo? Giao diện chưa, mình chưa xong. Giao diện. À, dạ. Thiên nói là giao diện là vẫn chưa xong cái sóng á. Mà thôi tạm thời thì bây giờ cái chủ yếu là anh chỉ cho bọn em code chức năng đi. Xong rồi tí như thời gian cái anh chỉ lại cho bọn em code cái tiếp giao diện. Giao diện mình chưa làm xong cái gì nhỉ? Cái sóng á. Hả? Anh nói là bữa sau là làm cái sóng mà. Ừ, quên, cái gần sóng rồi, cái gần sóng hơi lâu đấy. Thực ra gần sóng nó có hai cách làm, nó có hai cách làm như này nhá. Có hai cái hàm, thứ nhất là mình có thể set up bằng ảnh và thứ hai là mình có thể dùng cái mình có thể mình đây là code một cái code ví dụ, đây là code ví dụ mà bọn em có thể thấy ở trên thằng trên thằng web đúng không đấy. Nhưng mà bây giờ anh em phải ý anh sẽ nói qua về sóng một chút, sóng thì anh sẽ nói sau, quên đấy mấy đứa không nhắc anh quên vô đấy.
Thế nhá, ví dụ ở đây có một cái file là file ở đây sẽ tạo ra cho nó một file background. Anh lưu một cái đó bộ số file được chưa? Anh đặt tên là BG6 nhá. Mà kia mình sẽ làm cái BG6. Anh giải thích thì anh sẽ làm từ từ, anh sẽ giải thích tại sao làm cái 6 đấy mà bằng code nó sẽ lâu. Cực lâu luôn. Đấy. Ví dụ nhá, bình thường như hôm trước anh có chỉ bọn em là dùng cái thằng Sapea để vẽ cái bo tròn đúng không? Đúng chưa? Dạ vâng. Trong thằng này nó cũng có cái thằng đó thằng thì trong ví dụ như kiểu trong trên lập trình web ấy, bọn em có cái thẻ thẻ SVG và bên trong đấy thì bọn em có thể vẽ ra theo các trường mà bọn em tùy thích đúng không? Thì trong thằng Android nó cũng có một cái thằng tương tự như vậy, đó là chính là thằng vector. Nó không khác gì cái thằng SVG. Như em nhìn thấy là thằng SVG nó đang có cái con này đúng không? Đấy. Thì bây giờ nhá, ví dụ như anh xóa cái thằng đi, em vẽ một cái đường này, đây đoạn này, đấy có phải nó vẽ một cái đường thẳng như này đúng không? Đúng không? Nó vẽ một đường thẳng như này đúng không? Đấy, và ví dụ như ví dụ xóa là gì? Đoạn này, bỏ bỏ quá. Đây, ví dụ thôi bỏ qua kia đi, ví dụ ở đây em có một cái đường như này, ở đây em có một cái tên là thẻ SVG, trong thẻ SVG em có một cái thẻ khác là thẻ path, bỏ qua cái thằng ID mà không bỏ cơ, bỏ qua thằng B, bỏ qua tất cả tay đi, bỏ hết đống rồi đi đấy. Có chết quên chắc phải cho xét cho cái màu không là nó lỗi đấy. Có gì không, không phải là nó sẽ vẽ cho một cái đường thẳng tuy từ đây lên đến đây đúng không? Đấy. Đấy, thì ví dụ anh copy cái thằng path này nhá. Anh copy cái path này. Path Android. Rồi. Đây, có nghĩa là trong đây nhìn lại, mình nhìn sang bên này một chút xong rồi cố lại. Ví dụ ở đầu tiên này, bọn em lưu ý mua bốn cái thằng này thôi. Copy là sẽ copy này, xong anh xóa đi này. Ví dụ đầu tiên này, ở trong này nó cũng có cái thẻ pass này, giống hệt thằng SVG này. Đấy, xong rồi tiếp theo đấy nữa. Tiếp theo nữa, là có một cái trong thằng thẻ pass này, nó có một cái thuộc tính. Đó là thuộc tính fill color. Anh sẽ để cho là một đen đi. Anh sẽ cho ra màu đen này, thằng FFF này. Đấy. À màu đen mà quên bỏ ra nó. Không. Đấy. Tiếp theo nữa là đến cái thằng path data. Và copy y nguyên thằng đấy. Y nguyên thằng là xem có thiếu thằng nào nhỉ. Path data. Chọc đi. Ủa sao nó chưa hiện ra ta? Nó thiếu cái gì à? Hư cấu. Thiếu thằng này sao? Ủa, what the hell? Sao không ra?
Sao đi một quá PDF em sao à? Không ra hiển thị gì này. Hiển thị gì cái gì ấy chứ? Đi thay đổi màu này xem nào. À đây có mà, vẫn đi thường mà. Quản lý cho gì thằng bây giờ có 6 là không ra nữa à? Hư cấu. Chào mừng đẹp nhé. Đâu nó là thằng nào nhỉ? App của ông ấy, thằng cu ấy. Thằng cu ấy có dẫn nó dùng. Đây app của bạn này bạn ấy dùng một cái thằng đầu đây. Zero page đây. Đây nhá, đây là một cái app cái à vector phải xem hơi. Quên 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 quên. Đây sẽ copy thằng này. Đấy. À, ý có chơi liên minh không? Em hả? À. Có nhưng mà không thích chơi lắm anh ơi. Có thích chơi được rồi. Đây. Mấy đứa có nhìn tiểu cái thằng này nó quen thuộc không? Ừ, Không quen cái thuộc. map của Liên Minh nè. À đấy, quen thuộc đây nhá, đây nhá. Có nghĩa lúc ra ấy, là mình có thể dùng tab mình vẽ ra được tất cả mọi thứ. Đây là cái app mà trước là của các bạn ở trên hướng dẫn ấy, thì đây là bạn ấy tự thì nó không phải bạn ấy bạn đây bạn sau bạn ngồi bạn ấy tự vẽ ấy. Bạn tự vẽ ra những cái là này ấy. Nó đều đều bằng cái thằng vector này thì mình có thể hoàn toàn mình dùng những cái thằng pad này đấy mình vẽ lên được một cái đường sóng theo ý của mình có hiểu không theo ý là chứ theo cái đường sóng giống cái kiểu của mình ấy. Alo alo hai đứa Ừ, không được cái rồi vậy là hiểu 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 cái phần path data này là có phải để chỉnh tọa độ đúng không? đúng rồi đấy thằng pan data nó chính là nó ra nó kiểu là toàn đồ ấy nên là toàn đồ ấy nên là bây giờ nhé để xem nào SVG vector để xem từ sóng trong tiếng Anh là gì nhỉ Là cái gì đó quêu qua 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 đấy nói luôn là cái sóng này nó là qua qua SVG à qua qua đấy rồi đây chứ đâu đơn giản thì đang rổ hôm nay là sẽ mất công tìm nên mình sẽ mất công mình tìm xong xong mình không thấy gì gì sóng nào đấy mà đoạn đường mình xuống dưới đường này đi xem nó có vẽ lên được hình sóng này không đây bạn này hình như bạn vẽ sai sao tôi không lên được hình sóng rồi toàn phim bằng thằng này à, thì bạn này thì bạn này thì bạn ấy cũng ra được hình sóng rồi nhưng mà nó không không phải là sóng hẳn đâu nó là cái anh muốn đấy vấn đề tại sao lâu bởi vì là có nghĩa là đâu đây 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 sóng này sóng này sóng này sóng này sóng này sóng bắt đầu gió gió thì còn đâu nó mất công mình sẽ mất công mình đi tìm mà em hiểu Dạ hiểu rồi. không ủa sai sai rồi bạn ơi sóng 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 yếu quá Em biết rồi, cái này em biết rồi, em biết rồi. nào À, cái trang gì ta? Get get well quá anh vô cái trang đó đi. không thì được đợi ý tại anh đang thắc mắc tại sao ô quái lạ lý do gì mà bây giờ không lên được hình sóng này đây rồi xin lỗi rồi được rồi không lên được hình sóng đấy
đấy, ok rồi. Đây đây nhá, hình sóng nhá. Bây giờ có nghĩa bây giờ mình phải chỉnh chỉnh lại. Không là mình sẽ bắt câu mình tìm mình chỉnh lại, có hiểu không? Mình cũng hiểu thằng này là 70 thôi. 70, 60. 40. Được. 130. Đây ví dụ, anh xem ví dụ là thằng này đi được chưa? Anh ví dụ là thằng này đi được chưa? À 150. Đây anh cho là 50 thôi. Đấy, nó cũng dựa dựa cái hình thô lọ của mình rồi không? Sau khi anh sẽ xong cái đường sóng à. Đấy, anh sẽ tiến hành, anh sẽ xét màu cho nó này. Đợi tí nhé, ý nhé. Xét màu là xong à. Đấy nhá. Xong bây giờ anh sẽ vào cái file layout của anh. Được chưa? Có phải là cái thằng này nó đang sử dụng cái thằng BG Power đúng chưa? Đấy, thì bây giờ anh sẽ sửa thành BG. Đấy, cô bỏ mẹ. Xây sai nhỉ. Đây bây giờ 6 mình phải chỉnh sửa lại một tẹo rồi. Hơi mình hơi lại mình để cho nó là đấy, xóa bố đi xem mà. Có xóa đi không được. Em có ý tưởng này hay hơn là bình bìm. Sao em? Bình bìm á anh. Mình vẽ ở ngoài xong mình gắn vô. Vậy luôn hả? Cũng có. Có. Có thể làm được. Có thể làm được nha. Không phải là không nha. Nếu như mà vẽ xong gắn vô, gắn vô ai đây sẽ làm vô trên cái tháp, trên cái đờ đây rồi nhá. Cái cách thứ hai thì nó sẽ đỡ hết, bởi vì cách đầu tiên mình dùng cái này sẽ hơi lâu một chút. Đấy là ví dụ, đây anh làm trên, anh dùng sẽ dùng cái này. Thực ra là đây là cái thằng anh hay dùng, chứ thường chắc hay dùng Photoshop à? Mà nếu như buồn buồn thì em vẫn thích cái đầu tiên. Mỗi người có ý thì nó là như kiểu là ví dụ như kiểu thiêng nhá, là thiêng thích những kiểu cô gái kiểu đơn giản easy thôi. Đấy, nhưng mà còn ý lại thích những kiểu ôi anh chàng kiểu phức tạp á. Phức tạp ấy kiểu kiểu đấy. Kiểu con thiêng thì chỉ thích kiểu nhẹ nhàng thôi, kiểu thích cái nào thì chiều về kiểu kiểu ấy. Đúng không? Ví dụ anh cái nào đi. Đấy anh sẽ bắt đầu, anh sẽ lấy, anh sẽ vẽ đơn giản thôi. Xong có hình nào sóng rồi. Đấy, đấy mình đi sai cái sóng ấy. Đấy, ví dụ anh sẽ ví dụ nó như thế này này. Cộng cộng một chút. Sai. Đây, ví dụ đây sẽ cho nó sóng như thế này đi. Sóng như thế này đi, được chưa? Đấy, ví dụ rồi nhá. Anh sẽ chỉnh màu này. Đấy, xong tiến hành anh tải xuống. Thật ra cái này là anh tạo luôn cuộc đời đây vào thôi. Mình có thể dùng được công cụ khác mình tạo chẳng hạn. Mới hiểu không? Đấy, bắt vào sóng rồi. Em bị đít rồi. Alo. Dạ, ok rồi. Nghe không? Alo. 1, 2, 3, 4, alo. Em ổn. Em là luôn luôn nghe. Ổn chứ? Ổn rồi. Ok. Ổn rồi anh ạ. Ở đấy, thì sau đấy anh có thể copy. Thực ra làm cái này thì nó nhanh, nó đơn giản. Chứ còn cái kia thì nó sẽ đơn giản thì mình sẽ mất công mình tìm thôi. Đấy, ví dụ nhá, anh có một cái thằng BG6 không? Rồi đi dùng ok không? Mặc dù anh thiết kế thì cái là khả năng gì ra của anh nó không được đẹp cho lắm, nó không tạo ra cái hình sóng thật. Trên này nó hạn chế chứ nó không có cho cái hình sóng rồi. Anh chưa tìm, anh không trả cái bò mè nãy giờ. Chính xác,
chính là thằng này đấy. Thì lúc đó là tức là mấy đứa có thể tải về nhá, còn đây là anh hướng dẫn ví dụ ấy, có em hiểu không đấy. Yeah. Là cái thằng máy sáu này thì có mình có ba màn nữa thì mình sửa cho cả ba màn. Đây, thằng này không phải dùng bên bo nữa mà dùng thằng này đấy. Tạm thời cái sóng của mình của anh nhìn nó lại không, nó không không được đẹp. Ok, bên có sóng rồi. Đây. Thế là xong phần sóng đúng không? Bây giờ còn một phần nữa. Kỹ thuật đổ bóng thì anh sẽ từ từ nhá, kỹ thuật đổ bóng anh sẽ nói về sau nhá. Bây giờ đi vào cốt chứ nhá, không lại hơi hơi muộn một tí. Ý thôi, không nó đau quá nó không chịu được. À mà anh ơi, cái gì ta, cái gì quên mất tiêu rồi. Cái mẫu của cái template gì đó. Phải không? Ờ à, đúng rồi. Anh có cái bìa nó không? Hả? Cái nền á, cái hình nền của nó. Cái mẫu mà lúc trước anh gửi cho bọn em á, ở trong Skyper á. Đó, đúng rồi đó anh. Anh có background nó không? Cái nào hả? Đơn giản là sẽ chỉ background nè. Dạ. Mà background dạng như vậy á nha anh. Chàng anh rồi. Ồ. Hợp lý anh. Oh my. Hợp lý. Hợp lý quá. Hợp lý, tự hợp lý anh ơi. Tập lại, ghi lại, ghi lại. Anh rồi, quá tên. Ít đó, dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn. Hợp lý luôn á anh. Ok chưa, đó. Ok, ok anh. Ok anh ạ. Nhận liền luôn. Quá đẹp luôn. Không phải chưa chơi mấy người thôi. Nha. Đẹp quá. Em thích mấy cái bắt ra như vậy nè. Còn cái đây nó tùy, trên này có nhiều trang á, mà ai cũng không rõ là cái nào sẽ phù hợp với bọn em đâu. Đấy. Ví dụ người này thích cái kia, người kia thích cái loại nào. Nha. Đấy, đơn giản là ví dụ vô tình gặp vợ thôi. Nha, ok. Nhá, yeah, ok rồi. Cho tôi đào, cho mình đào đã thế thì 24 rồi, cái bánh nào mới đi. Nhìn cho chị xem nhé. Đấy, những cái hình như là đây không đấy. Ví dụ kiểu ý, ý của ý là như này đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi anh, nhìn cho nó, nhìn nó đẹp hơn tí. Hình này kích thước của nó 700 nhân 600 thì dễ có khả năng nó bị kiểu bé quá. Đây là F2. Tiếp đến nữa cho một cái hình nào ấy, nó kiểu vàng hộ xa xa đi. Yeah.
nhưng mà em thích cái cũ hơn. Cái này nhìn nó hơi thô. Thôi thì mình có thời gian thì tí mình chỉnh sao giờ cho anh ví dụ xong qua code đó là em đang không cốt để một tí em còn em cũng đẹp quá. Dạ em à, Đó. sáng rồi. Tạm tạm thời như thế này, tạm thời sẽ để như này nhá. Ok. Bây giờ vào cốt chỉ cần Ok. em một cốt cái lại không muộn giờ này. Ok chưa? Đấy nhá. Thì đầu tiên này, Luna là sau khi mình đã có hai màn hình đúng không? Thì khi vào màn đầu tiên đấy sẽ là main activity. Đúng không? Sẽ là cái màn đầu tiên của mình thì là nó sẽ có nhiều trước anh có bảo ấy, là đại khái là bốn một cái màn hình sẽ được cấu thành bởi thằng hai cái file, thứ nhất là file file ra vào và file thứ hai file XML đấy. Thì khi khi vào cái màn này sẽ là cái màn đầu tiên này đấy. Xong rồi tiếp theo ấy là mình phải bấm bấm ví dụ bấm sinh nhắc này thì chuyển sang được cái màn đăng nhập đăng ký, hoặc bấm đăng ký thì chuyển sang màn đăng nhập, ví dụ như thế đúng không? Thì bây giờ nhá, anh sẽ đầu tiên đấy thì anh sẽ đầu tiên sẽ tạo dòng package trước ạ. Mấy đứa hiểu package là gì không? Dạ có. Đấy, thì đầu tiên anh sẽ tạo ra một cái package cho ngày, có tên là activity. Activity có nghĩa là package này thì nó sẽ chứa tất cả các activity mà. Đấy. Đầu tiên anh đã có một cái activity rồi nhá. Thì cái main activity này anh sẽ đổi tên nó thành Hello Activity, có nghĩa màn đầu tiên ấy, màn đầu tiên vào ấy. Thì để đổi tên trong Java ấy, từ trong thằng này ấy, thì bọn em có thể kích nút vào cái tên của mà bọn em muốn đổi ấy. Đây là cái class thì bọn em muốn đổi bằng tên cho CSS6 đấy, thì nó sẽ cho bọn em là đổi tên, sửa tên này, nó đang báo đỏ là hãy là ví dụ anh có đây là Hello Activity, xong bọn em gọi Enter. Đấy, nó sẽ tự đổi tên tất tần tật cho bọn em nên là nó không phải làm gì cả. Thằng này đấy anh sẽ sửa thành Ồ. cái thằng này nhá. À, nói qua một chút là cái thằng này ấy, cái cơ lệnh cái bộ cái thằng activity ấy, nó sẽ được liên kết với bộ cái thằng file XML thông qua cái dòng lệnh này. Được chưa? Đấy nhá. Ví dụ ở bây giờ anh chạy lên máy ảo này. Đợi anh mới đợi anh chút nhé, anh build đang hơi lâu một tẹo. Đây bây giờ mình đang tiến hành build rồi. Bỏ mẹ. Alo. Alo. Alo, mạng của anh bị đứt nha. Mạng của anh bị Dạ đứt. vâng, không sao. Không Ok, sao. đợi một chút nha, đang đi nhé. Thì trong lúc đi giải thích một chút này. Thường thì là cái thằng thường thì như kiểu ví dụ như bọn em code thì bọn em sẽ biết đến cái mô hình là MVC đúng không? Biết Dạ MVC vâng. chứ? Đấy, thì trong thằng Dạ biết Android nhá, ạ. trong thằng Android nhá, đại khái là bây giờ mới bắt đầu thì anh chưa đưa cái project của bọn em vào cái mô hình đấy. Nhưng trong thằng Android nó sẽ có một cái mô hình nữa là MVC. Nó cũng dựa kiểu thằng MVC của trong cái web của em, nhưng mà thằng này nó là MVC, thì từ từ anh sẽ hướng cái project này đi theo cái hướng đấy. Ok chưa? Đấy. Thì đại khái là cho nó chuẩn cốt mà, bởi vì cái này của bọn em nó là cái project tốt nghiệp đúng không? Tốt nghiệp đấy. Ôi ô đấy, đây chính là cái thành quả thì là thứ nhất nhá là cái như bọn em nhìn thấy là cái thai này nó có vẻ hơi thừa đúng không?
Đó, cái thanh này chơi thừa. Và bây giờ anh muốn mà cái thanh này sẽ mất đi là thứ nhất. Và thứ nhất hai là cái hàng quán nhé, nó full toàn màn hình luôn. Có nghĩa là lấp cả đầy ở trên này. Nó không thể hiện này nữa. Đấy, thì anh sẽ làm cái đấy thông qua cái việc mà set cho cái app một cái style. Mỗi một app nhé, nó sẽ đều có một cái kiểu style khác nhau. Và bọn em có thể click vào trong thằng value này, vào trong style.xml thì bọn em sẽ nhìn thấy cái được cái style của cái app. Đấy, alo, nghe không? Nghe ạ. Ừ. Thì cái thanh mà bọn em nhìn thấy ở trên này, cái thanh ở trên này, nó thì gọi là thanh action 3. Đấy. Và nếu như muốn app của anh mà không có thanh đấy ấy, thì cái style của anh ấy, anh sẽ sửa lại một chút này. Hiện tại cái style của nó theo mà chấm compact chấm line chấm đắt action 3 đấy là sao? Có nghĩa là có action 3 thì bây giờ đơn giản sửa lại thì bọn em xóa cho anh cái action 3, bọn em đến cái action khác. Nó có là nó hiện ra một cái đống gợi ý cho bọn em đúng không? Thứ nhất có hai thằng, một thằng là đắt action 3, thứ hai là thằng low action 3. Thì đương nhiên anh sẽ chọn low action 3. Đấy, và sau khi chọn low action 3 anh chạy lại này. Cái tập lần này sẽ chạy nhanh hơn, nó chạy mèo phát xong à. Đó, có phải là nó mất đi cái thanh này của anh không? Đó. Dạ vâng. Đấy, còn bây giờ anh muốn phun cái màn hình này. Phun màn hình này thì anh sẽ sử dụng thêm cho nó một cái thằng. Bọn em gõ xuống đây này. Đây là các cái thuộc tính của app ấy. Ví dụ như kiểu màu đây là những cái màu mặc định mà app nào cũng phải có ấy. Còn đây bây giờ là anh sẽ cung cấp cho nó thêm một cái thuộc tính nữa. Bọn gõ nhá, gõ item này, lên này. Tên thuộc tính nó là gì, nó có rất nhiều trong này, có rất nhiều thuộc tính, nhiều dã man luôn. Thì bọn em chọn cho anh, bọn em gọi chữ full này. Và chọn cho anh cái thằng Windows Full Center. Đấy, xong đóng thẻ lại, bọn em cho anh là chu. Đấy, thì bây giờ chạy app này. Đấy. Thì mình sẽ được đưa ảo là full hết màn hình, đại khái là sẽ không bị cái thanh Sky điểm sao nè. Anh bị đít rồi. Đây. Mới tất cả nữa. Mạng nhắn hôm nay chả nhỏ mạng cũng chưa bị thiếu mạng hay điểm sao nữa. Được cái gì sao anh chụp chặt bình thường không anh? Ok như thế anh sẽ giải nhanh nhé, chỗ nào cần giải chậm thì chờ anh chút nhé, bởi vì bây giờ tí vậy nhất thì khổ đấy. Nó cứ mất rồi xong lại có, mất xong lại có, nó hơi khó chịu nào. Ok chưa anh bị xa rồi đấy nhá. Đấy nhá, bây giờ này thì mỗi một cái màn hình trong thằng tập trồn này ạ. Mỗi một cái màn hình ở trong thằng này, mỗi một cái file activity phải ra sẽ được liên kết với một cái file XML để có nghĩa giao diện đấy. Thì cái thằng activity của anh nó đang liên kết với thằng file. Bọn em nhìn thấy này, r.layout nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thư mục layout à, và đấy chính xác. Và cái tên file mà nó liên kết là activity sys.bin chính là thằng này. Đấy, bây giờ anh chỉ cần sửa đi à. Anh xóa cái activity main này, anh ta chụp cách này. Đấy, nó sẽ cho anh chọn cái file lúc nào cái thằng màn hình này nó liên kết với thằng nào. Ví dụ anh em muốn liên kết với thằng đăng ký. Đấy, chạy. Thì đơn giản tí sẽ hiện ra cho bọn em xem là cái màn hình này không phải là màn hình đăng nhập nữa, mà là màn hình đăng ký. Đấy, bạn nhìn chưa? Đấy. Rồi, ok. Quay lại một chút nhá. Thì bây giờ nhá, mỗi một bây giờ mình đang có 3 màn hình đúng không? Mình đang có 3 màn hình này, thì công việc của mình ấy, sẽ phải tạo ra là 3 cái activity liên kết với 3 cái màn hình này, bởi vì mỗi màn hình nó xử lý một cái chức năng riêng đúng không? Nên là mình tạo ra một cái activity riêng. Thì mọi người kích chuột phải đây nhá, chúng ta không có kích chuột phải, anh chỉ ơi. Bọn em copy thằng này, Ctrl C này, Ctrl V. Bọn em sửa tên cho nó,
Con chung xe con chung xe sửa tên. Bây giờ anh muốn thằng này là thằng đăng ký hả? Thì anh nghĩ em đăng ký activity. Ok. Và vào trong này anh sẽ sửa cái file layout liên kết của nó. Không phải activity main nữa, mà là chính là cái thằng đăng ký. Đấy, có hiểu không? Ok chưa? Dạ rồi ạ. Tiếp theo nữa thì anh cũng copy và sửa tiếp cho thằng này để thằng đăng nhập. Đây là cái cách thủ công, cái cách sửa của anh code. Đấy. Và sửa tiếp thằng này để thằng đăng nhập. Đó. Nhưng mà sau khi anh làm như này xong nhá, thì bọn em nhớ cho anh vào trong này. Đại khái là đây là cái file khai báo là những quyền của app đúng không? Nó cũng là phần khai báo là app của bọn em dùng bao nhiêu sản activity, có người dùng có bao nhiêu màn hình ấy, bọn em hiểu không? Dạ. Đấy. Dạ. Thì bọn em sẽ phải mỗi một cái là activity ở trong app nhé, nó đều phải khai báo thông qua cái thằng này. Đấy, thì bọn em copy cho anh cái thằng này nhá, copy cứ copy thằng cái dòng nào có chữ activity thì bọn đồ lên này. Đấy, dòng nào mà nó có bên trong nó có nội dung như này. Đấy, bọn lên trên đó, bọn paste xuống này, xong bọn em gõ đóng thẻ là bọn em đóng vào thẻ đâu. Đó là thẻ nhìn như này. Alo. Dạ. Đấy, xong rồi anh sẽ copy tiếp. Bởi vì app này của mình đang có hai màn hình đúng không? Màn thứ nhất đây có nghĩa là cái màn đầu tiên của mình này. Nó đang ở trong thư mục này, bọn em nhìn thấy này. Activity, bọn em nhìn thấy ở đây có chữ activity không? Hello, dạ. Activity, nó chính là thằng này, đúng chưa? Và những thằng này thì cũng tương tự thôi, nó không cho phép khai báo hai màn hình nó trùng tên nhau được. Đấy, nên là bọn em khai báo tiếp vào cho thằng này là thằng đăng ký activity này. Sửa, mình sẽ sửa thằng này thành đăng nhập activity, đúng tên file được, chỉ cần đúng tên ở đây, đúng tên đây là được. Ok chưa? Cái này cũng là khai báo là mình có thêm hai cái màn hình nữa là màn hình đăng ký và màn hình đăng nhập, đúng không? Hello? Dạ hiểu. Dạ. Rồi đi vào code nhá. Thì bây giờ là bây giờ xử lý. Đơn giản thôi, bây giờ là xử lý, anh sẽ xử lý cho nó từng cái nút một. Từng cái nút một, bây giờ ví dụ khi mà bấm thì anh sẽ đi từ đầu từ cái nút một, ví dụ bây giờ đơn giản đi từ thẳng đăng nhập đi. Tìm cái nút đăng nhập cho anh này và gõ cho anh từ đấy thì xong rồi ấn ở trang trong cách thôi, anh còn check cái nó tự ra thì con click nghĩa là gì? Ngồi đâu đó? Ngồi đâu có nghĩa là gán cho cái sự kiện cho cái thằng nút này đấy. Thì khi gán sự kiện này ví dụ như kiểu là anh có gán sự kiện cho thằng này. Giải thích nào nhá. Đây. Alo. Nghe. Dạ nghe ạ. Rè lắm con ơi. Alo. Nghe gì á? Dạ rồi. Rè. Ủa mấy cái gì á? Ủa quá nhỉ, sao nhỉ? Em nghe không ạ?